Đây là cổng chính vào Lăng Tự Đức. Đẹp chưa? Cảnh rất đẹp. Đây gọi là hồ gì ở Hà Loan đây? Dạ. Đây gọi là hồ gì? Gọi thủy đình đi, gọi thủy đình đi. Hồ này hình như hồ phải cho đến nữa, hồ chưa được vua chủ ngồi câu cá. À vua ngồi câu cá đấy hả? Ừ. À cái chỗ đường đi. À cái lều kia là để vua là ngồi câu cá đấy. Đây là Lăng Tự Đức đúng không? Ừ.